Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái công cụ Fibonacci, đúng không ạ? Thì ở đây mình chia sẻ là 6 cái công cụ Fibonacci nó được tích hợp trên các cái nền tảng phân tích kỹ thuật. Thì nó thường được chúng ta sử dụng, thường được các cái nhà đầu tư, những người mà ưa cái trường phái phân tích kỹ thuật ấy, sử dụng để xác định các cái vùng hoặc là các cái thời điểm, các cái thời gian nó có khả năng xảy ra đảo chiều dựa vào các cái thông số của Fibonacci. Fibonacci là gì, rồi dãy số Fibonacci là gì, các cái tỷ lệ của Fibo như thế nào, thì mình không chia sẻ sâu về cái câu chuyện đó, rồi ai là người sáng chế này kia, mình góc độ của mình ha, góc độ nào vậy, mình chia sẻ là cái hướng dẫn cho chúng ta thực chiến và sử dụng được liền. Tức là khi các bạn sử dụng hoặc các bạn mở cái biểu đồ phân tích kỹ thuật lên và chúng ta muốn theo dõi hoặc là muốn áp dụng các cái công cụ Fibonacci thì chúng ta có thể sử dụng được liền. Thực tế thì trên các cái nền tảng thì nó sẽ tích hợp đâu đó khoảng 10 cái công cụ liên quan đến dãy số Fibonacci này để cho chúng ta sử dụng, nhưng mà thường thường chúng ta thường sử dụng khoảng 6 cái, thậm chí có những người chỉ sử dụng khoảng 2 cái thôi. Góc độ như mình thì mình hay sử dụng khoảng 2 cái thôi, đúng không ạ? Fibo thoái lui và Fibo mở rộng thôi. Còn lại thì nó cũng có những cái công cụ Fibonacci khác nhưng mà thường ít ít người sử dụng, hoặc đôi khi nó áp dụng cũng không 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 có gọi là không có áp dụng nhiều trong cái đồ thị kỹ thuật của chúng ta. Đấy. Thì thường với các cái ngưỡng Fibo thì nó sẽ là các cái ngưỡng hỗ trợ hoặc là các cái ngưỡng kháng cự, hay đâu đó là chúng ta thấy là đó là những cái vùng hoặc là những cái thời điểm, nếu đối với Fibo thời gian chẳng hạn thì đó là những cái thời gian nó có khả năng xảy ra cái những cái biến động hoặc là những cái đảo chiều xu hướng, đúng không ạ? Hoặc là đó là cũng là các cái vùng ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ, nó có thể xảy ra những cái đảo chiều xu hướng. Tức là khi chúng ta áp dụng về Fibonacci ấy, thì nó gần như là nó bỏ qua các cái biến động của thị trường, bỏ qua những cái biến động của diễn biến giá đó, đúng không ạ? Nó chỉ xác định cho chúng ta là tại những cái vùng đó, cái những cái thời điểm đó nó có khả năng xảy ra thôi, đó, chứ không chắc chắn là 100% xảy ra, đúng không ạ? Đó thì những cái vùng đó là gọi là những cái điểm, những cái thời gian nó có thể xảy ra. Còn trong quá trình, tức là ngoài những cái ngưỡng hoặc là trong những cái vùng ngưỡng đó thì nó có thể là diễn biến như thế nào thì nó kệ, nhưng mà loanh quanh có thể cách một vài phiên gì đó, gần gần cái vùng đó thì nó có khả năng sẽ đảo một cái xu hướng nào đó, hoặc là nó vẫn có thể đi tiếp, nếu mà thị xu hướng mạnh thì nó có thể đi tiếp theo xu hướng hiện tại đó. Thì mình chia sẻ thêm mọi người, bây giờ mình đang chia sẻ video clip này, thì mình làm clip này nó là đang là buổi trưa của ngày 11 tháng 1 thứ năm, clip thì tối thứ sáu mình mới up, các bạn sẽ xem được vào tối thứ sáu, bởi vì thứ cuối tuần này mình có việc bận nên mình làm trước để mình up lên. Và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi bây giờ để chúng ta vào chi tiết một cái biểu đồ, đúng không? Đây là một cái biểu đồ kỹ thuật ha, mình phóng nó to to lên cho các bạn dễ nhìn. Đó, đây là một cái biểu đồ kỹ thuật, các bạn có thể là zoom to lên, zoom to hoặc nhỏ cũng được. Đây là chỉ số VN Index ha, đây gọi là VN đó. Thì bây giờ các bạn vào cái phần bên góc trái ha, bên góc trái của các cái biểu đồ, đây mình đang sử dụng nền tảng của FireEye ha, các bạn vào TradingView rồi mấy cái nền tảng, tất cả nền tảng khác ha, đây nó cũng lấy từ TradingView về này. Đây là các bạn thấy này, biểu mẫu này do TradingView cung cấp này. Đó. Rồi thì chúng ta vào cái phần đây, phần các cái công cụ này, thì các bạn đếm trên phần các cái công cụ này, này, đúng không? Đây nha các bạn, ở cái cột đầu tiên là cột các cái đường chéo, cái thứ hai là đường xu hướng, và cái thứ ba là các cái công cụ, ở đây nó gọi là các cái công cụ này, các bạn click vào đây này. Đó, thì nó sổ ra một cái bảng như thế này. Thì trong này các bạn đếm này, nó có tới 10 cái công cụ liên quan đến Fibo, Fibo thoái lui này, Fibo mở rộng này, kênh Fibo này, Fibo vùng thời gian này. Đó. Rồi Fibo dạng quạt này, Fibo thời gian dựa trên xu hướng này, vòng Fibo này, hình xoắn này, Fibo kháng cự dạng cung này, Fibo hình cái nêm. Đó, thì trong 10 cái công cụ Fibo này thì thường thường là đấy, ở đây chúng bạn các bạn nhìn thấy luôn, bản thân cái thằng các cái nền tảng này nó cũng xếp là thường chúng ta chỉ sử dụng hai cái thôi, là Fibo thoái lui và Fibo mở rộng dựa trên xu hướng thôi. Đó, còn những cái Fibo này thì nó xếp ở phía dưới, tức là cái mức độ phổ quát của nó, cái mức độ mà nhiều người sử dụng thì nó ít hơn. Ở đây thì mình có thể là chia sẻ cho các bạn khoảng 6 cái công cụ mà đôi khi là chúng ta sẽ hay gặp, hay thấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng được trong nhiều cái thời điểm, đúng không ạ? Đó, và mình sẽ tập trung chính vào hai cái Fibo thoái lui và Fibo mở rộng này để cho chúng ta dễ hình dung ha. Đó. Rồi thì với một cái biểu đồ, và đối với Fibo á, thì thường thường hôm trước thì mình có chia sẻ với các bạn một cái công cụ liên quan đến cũng phân tích kỹ thuật, đó là cái công cụ về sóng zigzag ấy, đúng không ạ? Sóng zigzag thì thực chất nó giúp cho chúng ta
xác định được các cái sóng trong một cái biểu đồ, trong một cái xu hướng, nó sóng khi nào nó bắt đầu, khi nào nó kết thúc, ví dụ vậy đó. Thì với cái tất cả các cái công cụ Fibo này thì nó cũng đều giúp cho chúng ta là gì, nó phải là xác định được một cái sóng cụ thể, đây là sóng đơn, một cái sóng sóng lên hoặc sóng xuống gì đó, gọi là sóng sóng y, sóng đơn đó. Thì các bạn mới vẽ được các cái công cụ này và các bạn sử dụng các cái công cụ nó mới chuẩn, đúng không ạ? Thì có thể video clip sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách thức chúng ta kết hợp các cái bước sóng và các công cụ như thế nào. Và video clip này thì mình sẽ nói chuyên về Fibo thôi để cho chúng ta hình dung ha. Đó, đầu tiên thì có lẽ là cái Fibo mà chúng ta hay sử dụng nhất là Fibo thoái lui. Fibo thoái lui thì thường là chúng ta có thể là vẽ bằng cách là chúng ta kẻ các cái đường Fibo này, là bằng cách là nối từ một cái đỉnh đến một cái đáy, đúng không ạ? Ví dụ đây, nối từ một cái đỉnh một cái đáy để chúng ta là gì, tìm ra những cái ngưỡng, những cái điểm nó có khả năng xảy ra đảo chiều đó. Thì đối với các cái ngưỡng cái Fibo thoái lui này, khi bạn kẻ ra thì đây, tới màu sắc nhìn với cái này thì nó khá là trực quan, đúng không ạ? Khá là hấp dẫn đó. Khi các bạn kẻ một cái đường Fibo thoái lui như thế này thì chúng ta thấy là, ví dụ đây là, còn các bạn phải xác định được nha, từ một cái đỉnh đến một cái đáy gần nhất, tức là đây là một sóng. Nếu các bạn mở sóng zig zag lên thì coi như hình dung các bạn đây là một sóng này, đúng không ạ? Một cái sóng giảm đó. Thì các bạn xem cái sóng giảm này, sau khi sóng giảm này nó kết thúc thì nó hồi lên thì các nó sẽ gặp kháng cự tại các cái ngưỡng Fibo này. Ở đây nó liệt kê một vài các cái ngưỡng Fibo quan trọng, ví dụ 23,6 này, đúng không ạ? 38,2, 0,5, 61,8 và 78,6. Đó. Thì đó thường là các cái ngưỡng nó xảy ra khả năng là xảy ra đảo chiều xu hướng, chứ không chắc chắn là tại đó nó đảo chiều, nhưng mà nó cũng vừa đóng vai trò là kháng cự, vừa đóng vai trò là hỗ trợ, đúng không ạ? Tại các cái ngưỡng Fibo đó thì thường thường ấy, chúng ta thấy là các cái ngưỡng, ví dụ những cái ngưỡng quan trọng, ví dụ 38,2 và 61,8 thì đó thường thường là những cái ngưỡng quan trọng và nó sẽ khó vượt qua, hoặc là nó dễ xảy ra đảo đảo xu hướng ở những cái sóng như vậy, ở những cái ngưỡng Fibo như vậy, gọi là ngưỡng Fibo nha. Đó, thì các bạn kẻ một cái đường Fibo như thế này thì các bạn thấy diễn biến giá, diễn biến xu hướng của nến đi. Đó, thường thường nó có thể là không chạm tới đâu các bạn. À, thì tại tại những cái vùng như vậy thôi thì nó có khả năng xảy ra đảo chiều, đúng không ạ? Ví dụ như vậy chúng ta thấy nó đi lên tới đây, đúng không? Đó, rồi điều chỉnh lại, chạm Fibo 23,6 lại hồi lên, đó, hồi lên lại Fibo 0,5 lại quay xuống gần gần tới Fibo 23,6 lại lên tiếp, đó. Rồi ví dụ như thời điểm hiện tại đi, chỉ số Vini của chúng ta nó đang đang nghỉ trưa, nó không chạy ha. Phiên ngày hôm nay là phiên ngày thứ năm, ngày 11 tháng 1, thì chúng ta thấy là mấy phiên ngày hôm nay thì nó cũng đang đang gặp cản, đang gặp khó ở cái ngưỡng khoảng 1160 này, đúng không ạ? 1160, 1165 này này, nó đang đang lình xình chỗ này, tại ngay đây là cái ngưỡng Fibo này đó. Thì các bạn hình dung, cứ thử hình dung đi, nếu thị trường mà nó mạnh, tức là nó break khỏi cái ngưỡng Fibo này, đây là về mặt phân tích kỹ thuật ha, nó gặp khó ở đây thì nó đi chậm lại một vài phiên là cũng hết sức bình thường, không vấn đề gì cả. Này, ví dụ đây chỗ này nó test 2-3 lần, đây nó cũng test vài lần đó, thì chúng ta tính ở cái góc độ ngưỡng thôi đó. Thì đây nó có thể test vài lần, ví dụ như hôm nay và ngày mai thì nó cứ đóng cửa 1165 hoặc 1170 đổ lên đó, và cộng thêm thanh khoản một chút xíu nữa thì có thể là nó phá được cái ngưỡng Fibo này và nó có thể hồi lên tiếp, tiệm cận lên cái ngưỡng Fibo ở phía trên này, này quanh quanh khoảng 1200 cho đến 1205 đây, ngưỡng của nó thì 1204 đó, thì nó có thể lên khoảng 1200 thì đó cũng là một cái mốc chẵn, ví dụ vậy đó. Còn không, ví dụ nếu nó gặp khó, nó thất bại tại cái ngưỡng này thì đâu đó ha, thì nó có thể nó quay lại, nó test lại cái ngưỡng Fibo dưới này đó, thậm chí là test sâu hơn về Fibo 38,2 chẳng hạn, rồi nó lại đi lên tiếp đó, thì nó lại tiếp tục duy trì cái sóng của nó, ví dụ vậy đó. Thì nếu chúng ta kẻ cho nó một sóng hay gì đó thì các bạn cứ tính toán thôi. Đấy là các bạn nhé, nó bỏ qua tất cả những cái biến động hàng ngày như thế này, nó chỉ quan tâm là tại những cái ngưỡng đó thì nó đóng vai trò là kháng cự hoặc hỗ trợ và nó có thể xảy ra đảo chiều, có thể thôi nhé, chứ không phải chắc chắn 100% nó đảo chiều đó. Thì các bạn cứ vẽ một cái Fibo như vậy thì chúng ta sẽ xác định được một cái xu hướng, đúng không? Từ đỉnh đến đáy hoặc từ đáy đến đỉnh thì nó đều là một cái dạng Fibo đó, liên quan đến thoái lui. Rồi cái Fibo tiếp theo ạ, là chúng ta sử dụng là Fibo mở rộng dựa trên xu hướng, tức là cái Fibo này thì nó có thể là nó cho chúng ta một cái góc nhìn nó cụ thể hơn. Ví dụ như là nó mở rộng dựa trên xu hướng, tức là sao, ví dụ xu hướng chung của thị trường, đúng không ạ? Xu hướng chung là đang hồi lên chẳng hạn, nhưng mà nó có những cái phiên điều chỉnh đó, thì cái này chúng ta phải xác định là bằng hai sóng ha. À, sóng sóng này gọi là sóng 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 V ấy, đúng không? Đó là sóng sóng đôi, cái này gọi là sóng đôi, thì tức là các bạn có thể là xác định là một cái nhịp đi lên chẳng hạn, đúng không, rồi sau đó nó điều chỉnh
Đó, thì các bạn sẽ kẻ được cái đường Fibo mở rộng này, tức là trong cái hướng các cái ngưỡng Fibo mở rộng sắp tới là nó sẽ nằm ở đâu. Ví dụ vậy, ví dụ ở đây là chúng ta mở cái Fibo mở rộng dựa trên xu hướng này. Ví dụ từ đây đến đây là một cái sóng đúng không? Rồi sau đó nó điều chỉnh ở đây. Đó. Tức là các bạn phải tính được là lên một cái sóng này, một sóng đơn này, không, sóng V này, đúng không? Sóng V này là sóng đi xuống. Thì đây là sóng nó điều chỉnh rồi nó đi lên tiếp, thì chúng ta không biết là các cái ngưỡng hỗ trợ phía trên và nó đi ấy, thì nó sẽ đi tới đâu, đúng không ạ? Đó, thì các bạn kẻ như thế này, thì đây cũng là các cái ngưỡng à. Đó, thậm chí là mở rộng thì nó còn có các cái ngưỡng trên nữa, ví dụ 161,8 chẳng hạn. Đó. Còn cao hơn nữa là nó vẫn còn phía trên này này, đó 261,8 gì đó, nó rất là dài, tức là nó có thể phóng dự phóng cho các bạn ở các cái ngưỡng Fibo rất là xa. Đó, thì để chúng ta hình dung là gì? Rồi, ví dụ như vậy thì nó ví dụ kéo lên tới đây, sóng này lên tới đây, nó điều chỉnh rồi sau đó nó sẽ mở rộng là nó sẽ đi tới đâu nữa, thì chúng ta thấy là các cái ngưỡng trên này đúng không ạ, thì giá nó cũng bắt đầu tiếp tục vận động thôi, thì tại những cái ngưỡng hỗ trợ hoặc cái ngưỡng kháng cự này, tức là tại các cái ngưỡng của Fibo thì nó có thể xảy ra đảo chiều. Ví dụ nhịp này chúng ta thấy lên Fibo 61,8 rồi nó điều chỉnh xuống đúng không ạ, xuống tới đây gặp Fibo 23,6 nó lại hồi lên tới Fibo 0,5 lại chỉnh xuống à, rồi lòng 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 bị quanh quanh cái Fibo 23,6 lại đi lên. Đó, đi lên gần tới lại đi xuống gặp Fibo 26 lại lên tiếp đúng không, lên rồi nó liên tục nó loanh quanh ở đây này, Fibo 38,2 xong đi lên 61,8 lại gặp chỉnh một chút xíu đi lên quay lại test rồi đi lên tiếp đúng không, lên thì khúc này vượt được 78,6 thì lên Fibo 100 đó rồi lên tới trên này. Đấy. Tất nhiên là ở đây chúng ta các bạn hình dung là những cái sóng của nó, các bạn đếm sóng á, thì nhìn nó gần gần một chút xíu. À, hoặc là những cái sóng lúc nào nó kết thúc và chúng ta kẻ những cái ngưỡng Fibo mới đúng không ạ, những cái ngưỡng Fibo mới chẳng hạn, ví dụ như những cái khúc thị trường nó lên tới nó điều chỉnh khúc này rồi nó lại một cái nhịp mới và nó tạo ra một cái sóng điều chỉnh mới, thì chúng ta có thể là kẻ một cái đường Fibo mở rộng ở khúc này cũng được đúng không ạ. Đó, Fibo mở rộng khúc này thì các bạn thấy rõ ràng là hình dung nếu các bạn tới tới đây này đúng không ạ, và nó điều chỉnh nó đi lên thì chúng ta kẻ một Fibo ở đây, thì chúng ta cũng có thể hình dung sơ bộ được là cái khúc nó đi lên tới đây này nó sẽ điều chỉnh tiếp đúng không ạ. Đây, ví dụ nếu có tới đây nếu bạn vẽ một cái đường Fibo mở rộng này, không biết là lúc này nó hồi lên tới đâu, thì chúng ta thấy này hồi lên Fibo 0,5 lại quay xuống đúng không ạ, quay xuống Fibo 2,6 rồi cũng hồi lên được một tí nhưng mà gặp 38,2 lại rơi xuống đó, thì khúc này dưới này thì nó lại lại là một con sóng khác rồi đúng không ạ, nó xuống đây là nó gãy mất ngưỡng Fibo 0,0% rồi. Đó. Rồi ví dụ như khúc này chẳng hạn ở thời điểm hiện tại đi. Thì khúc này chúng ta phải tính sóng, nếu các bạn mà đếm sóng á, à, các bạn đếm sóng nó sai á thì các bạn sẽ vẽ cái các bạn sẽ đặt những cái đường Fibo nó không đúng sóng ha, thì nó sẽ không ra một cái kết quả nào cả. Hoặc là kết quả của nó sẽ bị sai. Đó. Ví dụ bạn lên tới đây là một sóng, tới sóng này sóng điều chỉnh đúng không ạ? Rồi sau đó này các bạn không biết là nó đi đâu nữa. Đó thì bạn thấy nó hồi lên này. Hồi lên tới đây là Fibo 0,5 đúng không ạ? Xong lại chỉnh xuống. Đó. Cái khúc này nếu mà ở cái con đoạn sóng ngắn này thì thị trường nó cũng đang loanh quanh ở khúc Fibo 78,6. Đó. Thì nếu mà cái nhịp tiếp theo mà lên tiếp vượt cái này. Đó. Nãy chúng ta tính một con sóng lớn hơn từ cái sóng nhịp này, đúng không ạ? Thì cái cản của nó đang ở khoảng cũng quanh quanh 1160 1165 đúng không ạ? Đó thì bây giờ nó đang có một cái cản đó với một cái sóng nhỏ này. Và cái cản gần nhất của nó thì lại là 1186 đúng không, và xa hơn nữa của nó ở khúc từ 1 đến 1168 này nó có thể nó sẽ còn một cái ngưỡng Fibo nữa nha các bạn, mà đây có khi là chúng ta không cho nó hiện ra này. Đó, ví dụ Fibo ở đây là chúng ta có một như nó còn 14 nữa đó, nó còn có các cái ngưỡng này nữa 12 này đó, thì nếu chúng ta cho nó hiện thị hết ra thì nó cũng sẽ nằm đâu đó khoảng 1200 ví dụ vậy, tức là nó có thể là chúng ta sử dụng nhiều các cái ngưỡng Fibo mà nó tụ lại với nhau đó, thì nó cũng cho ra những cái kết quả giống nhau đó, ví dụ như đoạn sóng ngắn này thôi, rồi các bạn áp dụng thêm cả cái ông Fibo thoái lui này nữa chẳng hạn, bạn vẽ một cái đường xem là có các cái ngưỡng Fibo nào nó tụ với nhau, nó hội tụ với nhau ở đây đó, thì các bạn thấy ví dụ quanh quanh khúc này nó đang khó gặp khó là bởi vì nó có hai cái ngưỡng Fibo nó hội tụ ở khúc này đúng không ạ, Fibo của thoái lui của đoạn này nó cũng đang nằm ở ngưỡng là 1164 à 1162. Đấy, còn ông kia thì nó nằm ở khoảng ngưỡng 1161. Đó, thì nó giống như là các cái ngưỡng Fibo nó hội tụ với nhau thì nó tăng cái độ chính xác lên các bạn. Cái vùng đấy gọi là vùng tiềm năng ha. Đó, thì đấy là mình
mình chia sẻ với các bạn là cái cách thức mà chúng ta kẻ các cái đường Fibo ha. Đấy là với Fibo mở rộng. Nhớ nha. Fibo mở rộng các bạn cũng tính được cho cái sóng giảm luôn nha các bạn. Ví dụ các bạn vẽ cái Fibo mở rộng, ví dụ đây sóng giảm đây. Đúng không ạ? Thì chúng ta tính cho nó là sóng sóng nó hồi lên. Đó. Các bạn có thể tính là gì? Sóng nó hồi lên tới đây là nó hết sóng thì nó điều chỉnh xuống nữa thì nó chỉnh xuống tới đâu. Đó thì cái đây ví dụ như đây này. Khúc này này. Ví dụ các bạn tính là thị trường đang điều chỉnh này. Bây giờ nó hồi lên tới đây rồi. Đúng không ạ? Đó, rồi xem liệu là nó còn rơi nữa không thì các bạn vẽ một cái đường đi xuống như này. Các bạn kéo lên đây, kéo lên cái đỉnh này thì rõ ràng nó hồi lại đây về 23.6 lại hồi lên. Nó hồi lên lại Fibo gọi là Fibo 0% đó, nó lại xuống lại, nó lại quay lên. Đó, thì khúc này nó quay lên thì nó lại là một cái sóng lên nữa rồi, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta phải vẽ sóng ngược lên thì nó mới đúng. Còn cái sóng xuống này này, nó hồi lên đây thì chúng ta biết là ví dụ cái nhịp điều chỉnh này không biết là nó xuống tới đâu. Đúng không ạ? Đó thì cái này đây giống như chúng ta phải vẽ cho cái nhịp đây này. Là kẻ những cái ngưỡng Fibo cho cái nhịp đây này. Đó, các bạn để cái đường không là nó chạm ngưỡng này. Đó thì các bạn xem là nó hồi lên, ví dụ nó rơi xuống. Rồi hồi đây, rồi nó rơi xuống tới đâu nữa. Đó, hồi lên thì các bạn tính này. Đó thì tại các cái ngưỡng này nó cũng là những cái vùng gọi là tiềm năng, đúng không ạ? Đây. Các bạn thấy là các cái diễn biến giá, đúng không ạ? Các cái diễn biến giá nó cũng thường biến động ở những cái vùng đó. Vùng tiệm cận các cái ngưỡng đó. Nói chung là Fibo thì các bạn hình dung nó rất là tuyệt vời. Thật sự các bạn là nếu nếu chúng ta áp dụng và chúng ta tuân thủ thì nó khá là tuyệt vời cho chúng ta trong quá trình chúng ta giao dịch, chúng ta sử dụng các cái công cụ phân tích kỹ thuật. Tôi nói rồi, công cụ nào cũng vậy, nó đã tồn tại qua thời gian, nó tồn tại qua và nó được cả thế giới thừa nhận và công nhận và sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ có những cái đúng à, và cái tỷ lệ đúng của nó rất là lớn. Còn cái quá trình chúng ta sai, chúng ta thua lỗ này kia là do chúng ta không tuân thủ kỷ luật hoặc chúng ta lờ đi và chúng ta bỏ qua các cái yếu tố đó thôi. Nhiều khi bảo tại quanh quanh cái ngưỡng Fibo đó chẳng hạn, nếu chúng ta cảm thấy không yên tâm và cái vị thế chúng ta tốt thì thôi, tốt nhất là chúng ta thấy nó không không vượt hoặc khó vượt thì chúng ta chốt lời, ví dụ vậy nó cũng đúng rồi đấy. Nhưng mà nhiều người thì giữ lại để kỳ vọng nó phá được, nó đi lên nữa đấy, lúc đấy sau nó giật ngược lại thì chúng ta thua thì chúng ta lại trách thế này thế nọ. Không phải, tôi nói là các cái công cụ và các cái tỷ lệ, kể cả bất kể một cái công cụ chỉ báo kỹ thuật nào vậy, đúng không ạ? Nó được thừa nhận trên toàn cầu rồi thì nó có cái lý của nó, còn quan trọng là chúng ta quá trình chúng ta áp dụng, chúng ta sử dụng nó, chúng ta tuân thủ một cách đầy đủ hay không thôi. Rồi cái Fibo tiếp theo, hai cái này là hay sử dụng nhất thì tôi nói kỹ hơn. Tiếp theo là có thể là chúng ta sử dụng cái Fibo kênh thì nó cũng bình thường thôi, nó ít sử dụng lắm. Cái Fibo thời gian này đó thì chúng ta cũng đếm một cái sóng, thì Fibo thời gian thì nó là những cái đường, những cái thanh dọc mà nó tương ứng với các cái ngưỡng Fibo. Thì tại những cái thanh dọc đó thì chúng ta cũng xác định một cái sóng đơn trước, đúng không ạ? Một sóng đây, ví dụ đây là đỉnh sóng. Thì tại các cái ngưỡng này này, ngưỡng 1 2 3 5 8 này, đây là dãy số Fibo nha, 0 1 2 3 5 8 13 gì đó là nó là dãy số Fibo. Thì nó sẽ tính cho chúng ta là cái khoảng thời gian. Đó. Ví dụ vậy. Thì ví dụ với một con sóng này thì tại những cái khoảng thời gian nó chạm vào những cái cây cây cái, những cái mốc điểm số này thì nó có khả năng xảy ra đảo chiều. Đúng không ạ? Đó. Còn ở khúc này nữa thì không biết là tại cái cây cột này thì có thể là ở quanh đây chẳng hạn, hoặc là lúc đấy thị trường nó ở trên đây thì không biết, nhưng mà nó vẫn là gì, tại tức là tại những cái thời gian này này, ví dụ như ngày 22 tháng 2 chẳng hạn, đó nó có khả năng xảy ra đảo chiều. Rồi xa hơn là những cái đây thì không biết, lúc này thì chúng ta chưa thể biết được là giá nó sẽ chạy tới đâu, nhưng mà tại những cái vùng này này đó, gọi là cái mốc thời gian này này là nó dễ xảy ra đảo chiều đó. Thì ví dụ như hôm nay chẳng hạn thì nó cũng đang là trong một cái ngưỡng, à, một cái ngưỡng của thời gian là có thể đảo chiều quanh quanh đây, hoặc là có thể ngày mai hoặc là qua tuần, tức là tiệm cận những cái vùng này, đúng không? Nó không đếm chắc chắn là ngày nào. Đó, các bạn hình dung vậy, đây là cái góc để chúng ta tính cái Fibo gọi là Fibo thời gian, đúng không ạ? Ở ngoài ra thì các bạn có thể là tùy sử dụng nó như thế nào. Còn ví dụ như các bạn tính cái thời gian từ cái sóng này à, đến sóng đây, đến đây là chỉnh là kết thúc một sóng cũng được. Đó, thì các bạn tìm xem là nó có một cái chút gì đó hội tụ không. Ở đây nãy mình đánh dấu một vài chỗ rồi thì bây giờ tạm thời mình xóa cái Fibo cũ đi, xem là nó có một chút gì đó hội tụ với cái ông Fibo này không. Đó. Nó cũng có một cái thanh này, đúng không ạ? Tức là cái sóng của nó càng lớn á, thì cái bước của nó càng xa, các bạn hình dung không? Đó. Cho nên cái này nó cũng ít sử dụng thôi, nó đếm theo ngày, thì tại những cái vùng ngày đó thì các bạn hình dung là đôi khi là nó cũng không phải là chính xác chắc chắn cái ngày đó,
mà nó chỉ là một cái vùng thôi, vùng thời gian thôi, tại cái thời gian đó đấy, giống như cái khu vùng này nó có nguy cơ xảy ra đảo chiều nhá, cũng chưa chắc đó, nhưng mà chúng ta thử kết hợp lại xem, nó cũng đang là một cái ngưỡng cản của Fibo, nó cũng là một cái góc thời gian mà chúng ta vừa vừa test thử đúng không ạ? Thì rất là dễ, thì ở góc độ, tôi nói với góc độ cẩn thận đi, thì tại vùng này nếu chúng ta đạt đủ lời rồi thì chúng ta nhảy vào, chúng ta nhảy ra khỏi thị trường đó. Còn khúc này bảo nhảy vào thì chưa chắc đúng không, chưa chắc là có ăn hay không, bởi vì sao, bởi vì nó đang ở cái vùng gọi là có nguy cơ xảy ra đảo chiều. Còn các bạn muốn mua mua mới chẳng hạn, tức là bảo chiều chưa có vị thế nào cả, thì các bạn chờ nó break hẳn cái ngưỡng ngưỡng cản, ngưỡng kháng cự này đi rồi chúng ta mới tham chiến đó. Chứ còn đôi khi chúng ta cứ lao vào rồi cũng bảo là thị trường còn khỏe lắm thế này thế kia, chúng ta mua rồi chúng ta thua, chúng lại chửi chỉ báo nó sai thế này nọ cũng được, phải chờ đúng không ạ? Rồi cái Fibo tiếp theo là Fibo kháng cự dạng quạt. Fibo kháng cự dạng quạt này thì các bạn hình dung là nó là một cái dạng mở rộng của cái Fibo thoái lui, tức là nó kẻ một cái đường chéo từ góc Fibo không không cho đến các cái ngưỡng Fibo hỗ trợ đây này. Ví dụ các bạn xác định một cái sóng như thế này đó, thì các bạn hình dung là nó đây này, nó nối một cái đường chéo từ từ cái gốc đúng không ạ, đến cái Fibo 0.75 này đó, đây cái đường này đúng không ạ, cái đường tiếp theo đây, cái kênh giá tiếp theo ấy, là nó là Fibo nối vào cái góc 61,8 này, tiếp theo là 0.5 này, 38,2 này, 0.25 này, không này. Bên này nó cũng vậy, tức là nó chỉ là một cái dạng quạt, tức là nó sử dụng theo là các cái đường chéo thôi. Thì tại các cái đường chéo này này thì nó cũng dễ xảy ra gọi là đảo chiều xu hướng, và nó cũng đóng vai trò là kháng cự hỗ trợ, chứ nó cũng không không phải là chắc chắn 100%. Ở đây các bạn thấy này, ví dụ đây quanh quanh đây đúng không ạ, nó cũng giống như cái mô hình quạt gan gan fan hôm trước là mình chia sẻ đúng không ạ? Đấy, các bạn kéo xuống này đó, thì khi nó hồi lên hoặc là nó vận động thì nó cũng sẽ chạm vào những cái ngưỡng gọi là cái kênh giá của Fibo, nó cũng dạng dạng như kênh Fibo vậy đó đó. Rồi sau đó nó có khả năng nó break đi được, hoặc là nó quay lại nó test, nó vượt, nó cần vượt thì ví dụ như vậy cần những cây đánh mạnh hơn đó, thì rõ ràng ví dụ vậy. Không không cái lúc đấy là chúng ta kẻ những cái đường nằm ngang ra thì chúng ta cũng thấy là những cái đường này nó tương ứng với các cái đường của Fibo thoái lui đó. Giả sử khúc này các bạn mở một cái đường Fibo thoái lui lên thì các cái ngưỡng của nó gần như là trùng với nhau đúng không ạ, các cái ngưỡng của ngưỡng số, những số của Fibo thoái lui và Fibo quạt này nó gần như bằng nhau, bởi vì nó lấy theo cái đường chéo này. Đấy, mình chia sẻ nhanh về cái Fibo dạng 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 quạt ha. Rồi tiếp theo là Fibo gì nữa, quạt vòng tròn với Fibo thời gian dựa trên xu hướng này. Cái Fibo thời gian là người ta đã ít sử dụng rồi đúng không ạ, thời gian dựa trên xu hướng là càng ít nữa. Rồi, mình nói thêm hai cái Fibo này nữa ha, xoắn ốc với lại Fibo tròn này cũng ít sử dụng rồi. Có cái Fibo dạng cung này và Fibo hình cái nêm này. Đấy, clip dài sợ các bạn không xem ha, nhưng mà cố gắng chia sẻ để chúng ta, bạn nào quan tâm thì chúng ta dùng. Fibo kháng cự dạng cung cũng vậy, thì chúng ta cũng phải cũng tính cho nó một cái đỉnh, một cái đáy thế thôi. Thì nó lại biểu biểu diễn các cái đường Fibo dựa trên những cái đường cong. Dựa trên cái đường cong thì tại những cái vùng này. Đây, nó cũng tương ứng là 0.61,8 này, 0.538,2 này, 78.6 này, Fibo 1 là 5 này. Đó, thì tại những cái đường vòng cung này nó cũng có khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng. Đúng không ạ? Đó, thì các bạn trong một cái xu hướng giảm đúng không ạ, lúc này nó qua quá rồi, mình tính cho các bạn một cái sóng lên đi. Đó, đây nếu các bạn phải vẽ được một cái hiểu ở đối với cái dùng Fibo, mình nhắc lại lần nữa là chúng ta phải xác định được nó là một cái sóng nhá, xác định được một cái sóng đơn trước hoặc là một cái sóng V thì chúng ta mới mới sử dụng được các cái đường Fibo này chuẩn, chứ nếu không là các bạn không biết lúc nào sóng nó kết thúc. Đó, thì các bạn kẻ Fibo nó không chuẩn đâu. Đó, thì đây các cái đường cong này nó cũng tương đương 161,8 này. Đó, thì nó cũng đóng vai trò là kháng cự đúng không ạ? Nó có thể tiệm cận đấy rồi nó điều chỉnh hoặc là đi. Thì khúc này là chúng ta cũng nhìn thấy, ví dụ như cái đoạn này đi. Lúc nãy chúng ta vẽ cái Fibo gì nhỉ? Fibo mở rộng thì phải. Là chúng ta thấy nó đâu đó nó có một cái cản gì đó ở quanh quanh khoảng 1.200 đúng không ạ? Thì bây giờ khúc này các bạn thấy ngay đây này. Đó, nó cũng là một cái ngưỡng Fibo khá lớn ha. Này là Fibo 26 261,8, nó cũng nằm ngay cũng bằng ngày, tức là nếu giả sử như thị trường nó break được cái nền này đó thì nó cũng sẽ có thể tiệm cận lên vùng 1.200 này, tức là nó chạm cái ngưỡng Fibo này rồi nó lại điều chỉnh xuống, và khi nó điều chỉnh nó cũng men 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 theo cái ngưỡng Fibo này đó.
thì tức là cái vùng tiềm năng thôi nha các bạn, chứ không phải là tôi nói vậy xong rồi chắc chắn là thị trường vài bữa nữa break được đây, cái vài bữa nữa đóng kịch cái 1.200, không có, nó có thể lên 1.900 mấy, 800 hay 190 mấy rồi nó lại quay xe thì sao, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng Fibo dạng cung ha. Lên xuống gì cũng được, các bạn cho nó một cái xu hướng để chúng ta tính nó đi theo các cái đường cung. Tiếp theo là cái Fibo hình cái nêm này, mô hình cái nêm cũng vậy, chúng ta cứ đếm cho nó một sóng ha, đếm cho nó một sóng để chúng ta rồi chúng ta xem là nó đi tới đâu. Cái này thì nó lại ở trong một cái xu hướng nó ngắn hơn. Đó, chúng ta cũng tính các cái bước nó điều chỉnh. Ví dụ cái nêm này chúng ta tính từ cái đỉnh này xuống đây, đúng không? Đó. Rồi bây giờ ví dụ như là cái sóng này nó kết thúc rồi, tôi không biết là bây giờ nó đi lên thì nó lên tới đâu, các bạn ngoặc cho nó cái xem nó đi tới đâu, thế thôi. Đó thì cái này các bạn sử dụng các bạn thấy nó sẽ khá là khó. Cái tiếp theo nữa là đối với Fibo cái nêm này này, đúng không? Fibo cái nêm và cả cái Fibo hồi lúc nãy mình nói là Fibo gì, Fibo dáng cự dạng cung này, nó sẽ bị một cái giống như là hôm trước mình nói cái gan fan á, là chúng ta muốn sử dụng nó cho nó chuẩn á là chúng ta phải khóa tỷ lệ lại, đúng không ạ? Các bạn vào phần cài đặt này, các bạn khóa cái hệ số giá trên thanh này, các bạn ok thì lúc này các bạn kẻ cái nêm nó mới không bị chạy. Các bạn hình dung ạ. Đó, các bạn kẻ cái nêm thì nó mới đúng, nó không bị chạy. Này các bạn zoom to zoom nhỏ gì nó vẫn nằm đấy, chứ nếu các bạn không khóa là nó sẽ chạy mất. Đó, thì ví dụ như khúc này chúng ta cứ xác định cho nó một cái sóng, thì cái này nó chỉ xác định những cái sóng ngắn thôi. Đó, cho nên mình nói là nó ít sử dụng là như vậy. Đúng không ạ? Khó sử dụng lắm mấy cái phi ngưỡng Fibo này. Thì tại các cái ngưỡng này chúng ta thấy này, xuống tới đây khi thị trường hồi lên, ví dụ như cái sóng này đi, nó là kết thúc thì chúng ta thấy thì nó hồi lên này, giờ chúng ta chả biết nó hồi lên tới đâu. Đây các bạn thấy lên chạm Fibo 78 với 6 lại quay xuống, đúng không ạ? Quay xuống chạm Fibo 1 đó, rồi nó cứ men men thì Fibo này nó vượt đi đó, thế thôi. Thì như khúc này nó hồi lên thì chúng ta lại tính cho nó một con sóng mới rồi, đúng không ạ? Đó là ví dụ giả sử như tới đây mà nó điều chỉnh đi, ví dụ nó kết thúc sóng này đó, thì chúng ta lại xem nó điều chỉnh đi đâu. Ví dụ nó men 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 thì nó cũng về đây này, khoảng 1140 gì đó thôi. Khó ha, cái này nó chỉ tính những cái bước sóng ngắn thôi, do cái thằng Fibo này nó chỉ trong cái quạt thôi. Đó thì mình chia sẻ với mọi người là 6 cái công cụ Fibo để cho chúng ta sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Thì các bạn cứ chú ý giùm tôi là sử dụng hai cái thoái lui và mở rộng là phổ biến nhất và dễ dùng nhất. Đó, và hay dùng nhất, thì các bạn có thể là trong phân tích xu hướng rồi xác định những cái điểm kháng cự hỗ trợ làm sao chúng ta sử dụng cho nó hiệu quả là được. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn có góp ý gì hoặc là đề xuất những cái chỉ báo hoặc là phân tích gì mà muốn chia sẻ gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới phần mô tả của video. Xin chào các bạn.